Vâng, Tiến Dũng và Hoài Sa xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế trong tuần qua cùng với anh em chúng tôi. Dạ vâng, Hoài Sa xin thân ái kính chào quý vị và cũng như thường lệ thì mở đầu kính mời quý vị dạo một vòng quanh thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, Dow Jones đóng cửa lên kỷ lục lên 98 điểm, hiện tại là 28.480 điểm. Nasdaq cũng kỷ lục lên 39 điểm, hiện tại là 8.926 điểm. S&P 500 lên cũng con số kỷ lục là lên 17 điểm, hiện tại là 3.223 điểm. Trên đấu 10 năm là 1.91%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.37%, tuần rồi cao nhất là 3.25%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.87%, tuần rồi cao nhất là 2.75%. Giá dầu thô đóng cửa ở mức cuối ngày là 60 đồng 32 cent trên một thùng. Giá vàng quốc tế hiện đang là 1.481.000 một ounce và giá vàng Việt Nam mua vào là 41.440.000 đồng một lượng, bán ra là 41.580.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam thì một Mỹ kim hiện nay đổi được là 23.250 đồng tiền Việt Nam thưa quý vị. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thị trường chứng khoán và ngay sau đây kính mời quý vị bước vào những bản tin chính trong tuần. Thưa quý vị, đầu tiên Hoài Sa xin được gửi đến cho quý vị về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ cho hay, vào ngày 14 tháng 12 vừa rồi thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 18.000 đơn và còn ở mức là 234.000 đơn vào cái tuần lễ là ngày 14 tháng 12 thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên Hoài Sa xin được gửi đến có liên quan đến Macy's. Sẽ có khoảng 240 nhân viên sẽ bị mất việc vì có liên quan đến việc đóng cửa của Macy's tại downtown của Seattle vào cuối tháng 2 của năm sau. Và thông báo đóng cửa này được Macy's đưa ra vào tháng 9 vừa rồi. Cũng như là cửa hiệu này cũng đã tồn tại được 90 năm tại downtown của Seattle thưa quý vị, rất là cũ rồi. Và trước đó đó thì Macy's cho hay là chỉ có khoảng là 130 nhân viên bị mất việc làm vì những nhân viên còn lại thì sẽ được chuyển đến những cửa tiệm khác để mà tiếp tục làm việc. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì một vài ngày trước đây thì sẽ có cho biết là 240 nhân viên sẽ bị ảnh hưởng bởi cái việc đóng cửa này. Và một bản tin tiếp theo thì cho hay rằng là theo báo cáo của chính phủ vào hôm thứ Sáu vừa qua đó, thì tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn ổn định trong tam cá nguyệt thứ ba vừa rồi. Và bên cạnh đó đó thì dấu hiệu lên xuống ổn định vào những ngày cuối năm bởi cái labor market nó rất là mạnh mẽ thưa quý vị. Và chỉ số tổng sản phẩm nội địa GDP đã tăng 2,1% trong năm nay. Và đây cũng là con số lạm phát rất là ổn định. Và đây là theo báo cáo của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cho hay như vậy. Cảm ơn Hoài Sa. Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến tobacco, tức là về thuốc lá. Cái tuần lễ vừa rồi thì Quốc hội đã thông qua một cái tài khoá chính phủ cho năm 2020 tới đây, tức là 1.370 tỷ. Và trong số tiền này cho bức tường, xây bức tường, tức là cái border wall ở bên Mễ Tây Cơ, dọc theo biên giới Mễ Tây Cơ, rồi tìm hiểu thêm về cái gun violation research. Rồi cái kế nữa là cái tobacco, tức là thuốc lá, thì sẽ nâng lên cái tuổi mà mua và sử dụng thuốc lá từ 18 sẽ lên thành 21 tuổi. Và cái luật này sẽ được đưa ra vào 9 tháng tới đây. Tức là cái luật thuốc lá, thì vì thanh niên khi mà mua thuốc lá hoặc là hút thuốc lá thì bằng với cái tuổi để mà uống rượu, tức là 21 tuổi. Theo cái thống kê được cho biết thì toàn thế giới có những quốc gia thanh niên 15 tuổi hút thuốc lá được, có nhiều chỗ 24 tuổi mới được. Ví dụ nghĩ Việt Nam mà 10 tuổi là hút khum rồi quý vị. Trong khi đó thì theo cái American Lung Association thì họ một cái survey đó, họ cho biết 94% người Mỹ hút thuốc ngay cái tuổi 21 tuổi trở lên là bắt đầu hút thuốc. Trong khi đó 81% là những tuổi 18 tuổi đã bắt đầu hút thuốc rồi. Nhưng mà khoảng 4.900.000 em học sinh từ middle school đến high school đã bắt đầu hút thuốc. Con số này tăng lên một cách đột biến. Từ năm 2017 chỉ có 3.600.000 người thanh niên ở high school và middle school hút thuốc thôi. Và theo cái điều luật này đưa ra thì Tổng thống Donald Trump sắp sửa, hiện tại hôm thứ Năm đã đưa lên bàn cho Tổng thống ký, mà hơi bận việc quá thì đến ngày hôm nay là thứ Bảy rồi mà vẫn chưa thấy. Nhưng mà cũng tin chắc sẽ ký, vì nếu không ký thì chính phủ đã đóng cửa hôm thứ Sáu ngày hôm qua rồi, cái thưa quý vị.
Dạ vâng thưa quý vị, và bản tin tiếp theo thì có liên quan đến hai đợt thu hồi của hãng xe General Motors và thông báo được công ty đưa ra vào ngày thứ năm vì những cái lỗi về phần mềm bên trong làm ảnh hưởng đến cái thắng cái brake và bên cạnh đó là có nguy cơ gây ra cháy thưa quý vị. Thì General Motors, một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất tại Hoa Kỳ cho biết là họ đang thu hồi hơn 550.000 chiếc xe hiệu là dòng Chevrolet Silverado 1500 của đời 2019, chiếc Cadillac CT6 và GMC Sierra 1500 vì những chiếc xe này đã có khả năng bị lỗi cái phần mềm, cái software bên trong và nó làm ảnh hưởng đến cái hệ thống mà brake xe thưa quý vị. Có nhiều khi quý vị mà brake thì nó không nhận được cái thông tin và nó không an toàn khi mà quý vị thắng xe đó. Và một đợt thu hồi khác cũng ảnh hưởng lên khoảng là hơn 400.000 thưa quý vị. Chiếc xe hiệu Chevrolet Silverado 1500 đời 2019-2020 cũng như là dòng xe truck hiệu là GMC Sierra 1500 vì có cái nguy cơ gây cháy bởi cục pin thì quý vị cấu tạo trong cục pin đó thì nó dễ gây cháy và đó là hai cái đợt thu hồi lớn của hãng General Motors sắp tới đây thưa quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến malware. Chúng ta biết malware hay là gọi là hacker. Cái tiệm Wawa Store, đây là cái tiệm convenience store, nó so sánh giống như là cái tiệm 7-Eleven ở Texas. Và đa số cái tiệm Wawa này thì nó nằm ở bên vùng Đông Bắc như là New York, New Jersey, Philadelphia, Pennsylvania, Harrisburg, v.v. Thì ở bên vùng phía Đông Bắc. Cái vấn đề ở đây là quý vị nào mà có người thân ở bên vùng Đông Bắc hoặc là chúng ta đã từng đi du lịch qua với vùng Đông Bắc vào tháng 3 vừa rồi, ngày 4 tây tháng 3 năm 2019. Vì ngay thời điểm này Wawa mới phát hiện rằng những cái thẻ mà người ta đã dùng trong cửa tiệm Wawa đã bị mất cắp thông tin vì cái system của Wawa đã bị rò rỉ rất nhiều và người ta cho biết rằng hiện tại bây giờ chưa có nắm chắc là bao nhiêu số hay là bao nhiêu người đã bị mất thông tin và họ cũng cho biết chi tiết rằng những cái debit card, những cái credit card number đã bị mất, trong đó có expiration date tức là ngày hạn, rồi cái cardholder names tức là tên của những người đó. Nhưng mà cái PIN number và cái CVV2 tức là cái ba cái số PIN number phía sau thì không bị mất. Nhưng mà họ cũng cho biết rằng Wawa đã mở ra một cái line để quý vị nào mà đã sử dụng những cái thẻ mình ở Wawa có thể vào để mà coi free credit monitor, tức là chúng ta vào đó chúng ta hãy check coi điểm cái thẻ quý vị có bị mất cấp hay không, hay là người ta đã dùng cái số thẻ quý vị để register một cái thẻ mới. Thì Wawa đã mở ra và quý vị nào, nhưng nhắc lại có người thân ở bên vùng Đông Bắc thì chúng ta nhắc nhở rằng nếu có đi Wawa thì nên kiểm tra cái statement của những người đó từ đây cho đến khoảng 3-4 tháng sau nữa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Và bản tin tiếp theo thì những bản tin có liên quan đến công ty Amazon. Bản tin đầu tiên liên quan cái việc là Amazon đang nới lỏng hơn trong cái policy về vấn đề mà free return thưa quý vị. Thì có vẻ như là gã khổng lồ điện tử này đang muốn làm hài lòng thêm khách hàng của mình trong dịp mua sắm holiday sắp đến. Và trước đây đó thì Amazon chỉ cho phép khách hàng của mình được free return những món hàng như là giày, dép, quần áo và những phụ kiện về bedding như là ra giường, gối chiếu thưa quý vị. Tuy nhiên sắp đến đó thì khách hàng sẽ được free return trên hầu hết các mặt hàng bao gồm cả kim khí điện máy, vật dụng cho nhà bếp cũng như là những đồ gia dụng trong nhà mà dưới 50 pounds. Thì được biết đó thì hiện nay công ty Amazon đang có hơn 18.000 địa điểm để return hàng trên toàn cõi Hoa Kỳ, bao gồm những cửa hàng mà của Amazon đã mua lại như là Frostar và Books hay là chợ Whole Foods, và có khoảng 1.000 cửa tiệm Kohl's cũng như là hơn 10.000 địa điểm của UPS làm việc cho được delivery của Amazon đó. Và bên cạnh đó đó thì Amazon còn có khoảng gần 1.000 cái vị trí được gọi là Amazon Hub, có nghĩa là những cái nơi mà có self service locker để cho quý vị có thể tự động đến mà mình có những cái mã số riêng và những cái locker cá nhân thôi quý vị. Và một bản tin tiếp theo cũng có liên quan đến Amazon cho biết rằng vào ngày thứ năm vừa rồi đó, công ty đã đưa ra một cái báo cáo vô cùng là đáng kinh ngạc thưa quý vị. Có nghĩa là từ đầu năm cho đến nay, chưa kể dịp lễ cuối năm sắp đến như là ngày Christmas đó, thì Amazon đã deliver đi là khoảng 3.5 tỷ cái package thưa quý vị. Hiện nay thì Amazon có những cái hình thức delivery bằng phi cơ hay là những chiếc trucks 18 bánh khổng lồ cũng như là những chiếc vans, thì thực sự là công ty này đang ngày càng đe dọa các công ty bưu chính khác như là FedEx hay là UPS thưa quý vị. Và với cái đà này đó thì vào năm 2022 công ty Amazon được dự tính là họ sẽ delivery khoảng 6.5 tỷ cái kiện hàng hóa và hơn cả UPS với cái ước tính là khoảng là 5 tỷ cũng như là FedEx thì vào khoảng là 3.4 tỷ kiện hàng thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn Hoài Sa. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Địa ốc, kính thưa quý vị. Hôm bữa thứ tư thì văn phòng Địa ốc cũng đưa ra cho biết rằng cái số xin số mà giấy phép để xin cho những căn nhà mới được xây lên á, nó tăng lên cái thủy, tăng rất nhiều, tăng 3.2%. Theo ước tính tháng vừa rồi là tháng 11 đó, thì khoảng 1.365.000 căn nhà được xây, được xin phép xây. So với trước đó thì có số này tháng trước đó nữa là tháng khoảng tháng 10 đó là 1.323.000 căn nhà thôi. Ngược lại các thưa vị, cái số nhà xây mới thì tăng lên, nhưng mà cái những cái số nhà existing house, tức là cái nhà có sẵn đó, lại giảm xuống, giảm đến 1.7% theo như National Association Realtor họ cũng đưa ra. Cái số này nó giảm từ từ, chỉ có mỗi năm như vậy, số buôn bán nhà thì khoảng 5.350.000 căn, và con số này giảm, tiếp tục giảm so với cái một năm trước đó thì con số này là giảm 5.7%, tức là khoảng 1.640.000 căn nhà cho một năm đó. Và rõ ràng cho thấy là cái nhà mới đó thì bán rất chạy, bán rất nhiều, người ta tiếp tục xây ồ ạt. Ngược lại cái nhà cũ thì bán rất chậm. Quý vị nào để ý trong cái xóm của mình đó, cái nhà cũ để lên cả mấy tháng trời không bán được. Cái lý do đơn giản như thế này: cái nhà mới diện tích giống như vậy, mọi thứ đều mới hơn, bao nhiêu bedroom, tức là phòng tắm cũng như vậy, phòng ngủ cũng như vậy so với nhà cũ, nhưng mà nhà mới nó bằng giá nhà cũ, thì rất đơn giản một cái bài toán chúng ta thấy rõ ràng, người ta lại mua nhà mới hơn là mua cái nhà cũ, ngoại trừ cái nhà cũ đó so convenient, tức là nó sát cái trường học hoặc là sát cái nơi làm việc của quý vị nên người ta mới mua, còn ngoài ra người ta vẫn thích mua nhà mới hơn. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với bản tin vừa rồi, và đó cũng là bản tin cuối cùng cho phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại được phát đi thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Mong quý vị đừng rời khỏi màn ảnh của Viettv.